Xin mời mở quyển kinh ra Khoa hội trang 44 Hàng thứ bảy Kinh văn hàng thứ bảy Khoa đề của đoạn này Là thật tự tại Chúng ta đọc qua Kinh văn một lần Nhược dục thực thời Thất bảo bác khí tự nhiên tại tiền bách dị ẩm thực tự nhiên danh mãn tuy hữu thử thực thật vô thực giả đảng kiến sắc văn hương dĩ ý vi thực sắc lực tăng trưởng nhi vô tiện uế thân tâm nhu nhuyễn vô sở dị trước sự dĩ hóa khứ Thời chí phục hiện Đoạn kinh văn này Là nói đến ẩm thực Là việc ăn uống Ở thế giới Tây Phương cực lạc Hiện tại Xã hội chúng ta Thì đều nói đến văn hóa Văn hóa ẩm thực các vị hãy xem văn hóa ẩm thực của người ở thế giới tây phương cực lạc câu mở đầu này vô cùng quan trọng là nhược dục thực thời cái chữ then chốt trong câu này là chữ dục cũng chính là nói khi bạn muốn ăn khi bạn không muốn ăn thì sẽ không có những sự việc này Vì sao lại muốn ăn vậy? Trong sự suy đoán của chúng tôi Đây nhất định là Mới giảng sanh đến thế giới cực lạc Thời gian vẫn chưa bao lâu Những tập khí ở thế giới ta bà của chúng ta Vẫn còn chưa quên hẳn Đến mình đó được một khoảng thời gian Để nghĩ sao vẫn còn chưa ăn cơm nhỉ Cái ý niệm này vừa khởi lên Thì cái cảnh giới này liền hiện tiền Vì thế giới Tây phương cực lạc Chân thật là tâm tưởng sự thành Tất cả đều là Do biến hóa ra Thất bảo bác khí Nhà Phật thì gọi là bát khí Hiện nay mọi người Trong xã hội Thì gọi nó là dụng cụ ăn uống Chúng ta phải hiểu được Sự biến hóa ở chỗ này Là thiện xảo biến hóa Mà thế suốt thế gian Pháp thường nói Hiện tại thì gọi là dụng cụ để ăn uống Chúng ta biết Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Cũng không phải chuyên ám chỉ Những người niệm a di Đà Phật đều được giảng sanh nếu bạn nghĩ như vậy thì sai rồi Sau cùng chúng ta đọc đến Trong phần tam bối giảng sanh Giảng sanh chánh nhân thì sẽ nói đến cái chân tướng sự thật này. Gặp được cái pháp môn này, người tu học Tịnh tông chúng ta đích thực là niệm Phật giảng sanh. Nhưng nếu không phải tu pháp môn Tịnh tông, tu các pháp môn khác thì có thể giảng sanh hay không? Có thể bạn xem phần tam bối giảng sanh Ở phía sau Tổng cộng có bốn đoạn kinh văn Một đoạn sau cùng Từ châu đại sư Phân chia thành Nhất tâm tam bối Điều này trong đoạn này Thì không phải tu tịnh tông Trong nhà Phật Nhưng mà tu pháp môn khác Đem công đức mà mình tu học Đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ Thì hết thảy đều có thể giảng sanh Pháp môn này thật sự gọi là quảng đại Không những là tu các pháp môn khác Trong nhà Phật Chúng ta chân thật hiểu được cái ý nghĩa này Thì suy luận ra mà biết Tu học bất kỳ tôn giáo nào Mà bạn đem công đức tu học của mình Đến lúc lâm chung Muốn cầu giảng sanh Thì hết thảy đều được sanh Thế giới Tây Phương cực lạc là đa nguyên văn hóa Dù là dân tộc nào Dù là tôn giáo nào Cũng bao gồm hết thảy Điều kiện thật sự của việc giảng sanh Các vị nhất định phải ghi nhớ Tâm tịnh thì Phật độ tịnh Bất luận bạn tu học một tôn giáo nào Mà tu được đến tâm địa thanh tịnh thì điều kiện của bạn đã đầy đủ đến lúc lâm chung gặp được bạn hữu nói với bạn rằng cái thiên đường là thế giới tây phương cực lạc cũng hay lắm thiên đường thì có rất nhiều cái thiên đường này thì có thể đi xem thử như vậy họ cũng có thể đi chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này đây không những là đại thừa mà là đại thừa trong đại thừa Việc này phía trước Đã giới thiệu qua với các vị rồi Là nhất thừa ở trong nhất thừa Cứu cánh viên mãn Làm gì có chuyện tu học các pháp môn khác Mà không thể giảng sanh Làm gì có đạo lý này Thông thường trên kinh nói Tám dạng bốn ngàn pháp môn Đó là chỉ Phật giáo Còn nói vô lượng pháp môn Đó chính là đem tận hư không Khắp pháp giới Tất cả mọi hành môn đều bao gồm vào trong vô lượng pháp môn mà suy nghĩ xem có bao gồm các pháp môn khác ở trong đó hay không phải hiểu cái đạo lý này thì bạn mới thật sự hiểu được cái chân thật nghĩa mà như lai đã nói quyết định không phải là hạn chế phiến diện mà là viên mãn nó rất uyên tâm chúng ta hiểu được cái đạo lý này Thất bảo bác khí đương nhiên Là bạn sẽ thấu hiểu dung thông Chúng ta biết được Không cần nói Tha phương thế giới Hãy nói địa cầu này của chúng ta Những người cư trú trên địa cầu này của chúng ta Không cần nói gì khác Chỉ nói con người thôi Hiện tại Trên thế giới sắp đạt 7 tỷ người rồi Không cùng dân tộc Không cùng văn hóa Không cùng một lối sống Do đó Cái văn hóa ẩm thực này của chúng ta Có đến ngàn sai dạng biệt Hiện tại đi đến Những thành phố lớn Đầy đa số Những khách sạn 4 năm sau Đều có kèm theo Nhà hàng ăn uống rất nhiều Đủ mọi thứ nhà hàng Có nhà hàng Tây Có nhà hàng Ấn Độ Tôi thấy qua còn có nhà hàng Nhật Bản Nhà hàng Hàn Quốc rất nhiều nhà hàng bạn bước vào những đồ ăn của họ đều không như nhau ở tại đây này chỉ có một câu là thất bảo bát khí nghĩa là đều đã bao gồm hết thảy cho nên ở trong đây nói rõ nói cũng không hết tự nhiên tại tiền cái này thì chúng ta nhất định phải thông đạt vì sao vậy vì xanh đến thế giới tây phương cực lạc sẽ có những dân tộc khác nhau những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau có lối sống không như nhau nhưng mà chỉ cần bạn một đồng một ý niệm là muốn ăn thì những đồ dùng ăn uống trong thói quen thường ngày của bạn sẽ được bày ra trước mắt chúng ta thì bữa ăn theo kiểu trung quốc đã rất quen thuộc rồi đi vào một nhà hàng mà dọn bày ra dao với đĩa thì chúng ta đều không quen cho lắm cũng may mà hiện tại trong các nhà hàng lớn đều có dụng cụ ăn uống theo kiểu trung quốc rồi đều có đũa đều có muỗng những thứ dụng cụ như vậy nếu bạn yêu cầu họ đổi lại thì họ lập tức đổi lại cho bạn tại chỗ này chúng ta hiểu được người người có thói quen cuộc sống không như nhau họ vừa động niệm đều là sự ưa thích của chính mình thì điều này bày ra ngay trước mắt Bày ra trước mắt Các vị hãy nhớ Trên kinh văn này có hai chữ là tự nhiên Tự nhiên chính là không có sự tạo tác Không cần đến sức của con người Ý niệm vừa sanh Thì trên bàn những đồ dùng và những thức ăn Liền được bày ra Bách vị ẩm thực Tự nhiên doanh mãn bạn xem, ở đây lại có một chữ tự nhiên. Những thứ mà bạn muốn ăn đều được dọn ra ngay trước mặt. Chữ bách gì? Có rất nhiều cách giải thích. Nếu như từ trên sự mà nói thì đây là văn hóa ăn uống của nhà giàu sang phú quý ở trung quốc vào thời xưa người giàu sang nhất chính là hoàng đế quý vị thiên tử phú hữu tứ hải hoàng đế ăn cơm mỗi bữa ăn có bao nhiêu món ăn vậy là một trăm món ăn cho nên nói từ trên sự Chúng ta có thể nói là Ăn uống trăm món Đó là phước báo của hoàng đế Không phải là người thông thường Ở tại thế giới Tây Phương cực lạc Thì phước báo mỗi người Cao hơn hoàng đế rất nhiều Cho nên bách dị ẩm thực Ở đây là một sự hình dung Không phải là thật sự Bởi vì phước báo của hoàng đế Thì quá lớn cổ đức có chú giải rất nhiều có rất nhiều cách nói khác nhau dùng một trăm loại gia vị để nêm nếm cũng gọi là bách vị Trên thực tế Bách là một sự hình dung Là nhiều Trên thực tế thì dược hơn nhiều Mấy trăm loại hương vị Hiện tại Chúng ta biết Đó là sự diễn rất bình thường Bạn hãy xem Tất cả những món ăn Của các dân tộc trên thế giới Mà gom lại với nhau Làm gì mà chỉ có một trăm hương vị cơ chứ Chúng ta nhẩm tính sơ qua Thì cũng hơn nghìn loại rồi Cho nên chữ bách dị này Là con số đại khái Không phải con số cụ thể Tự nhiên doanh mãn Tuy hữu thử thực Thật vô thực giả Vừa khởi cái ý niệm là Lâu rồi chưa có ăn cơm Thì lập tức liền hiện ra Lúc này chợt nghĩ lại hiện giờ Đang ở thế giới cực lạc Thậm chí là Bồ Tát rồi không phải là chúng sanh nữa Lúc trước thì còn là chúng sanh dục giới Ở thế giới ta bà Cho nên Có năm loại Dục là tài sắc danh thực thùy Vì ngũ dục này Mà phải ở lại thế giới ta bà Thời gian rất dài Đã ở đó Vô lượng kiếp rồi cho nên cái tập khí này rất là nặng đến thế giới tây phương cực lạc mà vẫn chưa quên hẳn có lúc cái phiền não này khởi hiện hành vừa khởi hiện hành thì hiện tượng này liền hiện tiền ý niệm vừa động thì hình tướng liền hiện tiền vừa hiện tiền lại nhớ lại hiện tại mình đang ở thế giới cực lạc không phải ở thế giới ta bà cũng không phải ở dục giới cái ý niệm này vừa động thì đồ ăn thức uống liền không còn nữa Toàn bộ liền biến mất Do đó trên thực tế Quyết định là không có những việc ăn uống này Đây quyết định không phải là chúng sanh cõi dục giới Cho nên họ nhìn thấy sắc tướng Ngửi thấy mùi hương Gọi là Dĩ ý vi thực Họ liền hiểu được Vừa nhìn thấy Vừa nghe thấy liền biết được Liền tỉnh ngộ trở ra Từ mê liền quay trở lại Sắc lực tăng trưởng Nhi vô tiện ế Câu nói này là câu chúng ta vô cùng mong muốn Tinh thần thể lực của chúng ta dựa vào việc ăn uống một ngày không ăn cơm thì bạn không thể làm việc sức lực của bạn không còn cho nên thân thể này của chúng ta cũng giống như là một cái máy vậy ăn uống là tiếp thêm nhiên liệu cho nó. Thân thể giống như một chiếc xe hơi, ăn uống giống như là đổ xăng vậy. Xăng dầu đầy đủ. Thì cái máy này rất linh hoạt, không có xăng nữa thì nó không thể chạy. Thân thể của mỗi người chúng ta nghiệp báo đều không như nhau, thân thể của chúng ta là thân nghiệp báo vì này phải nên biết nghiệp lực không như nhau cho nên có tiêu hao năng lượng có tiết kiệm năng lượng tiêu hao năng lượng thì rất là lớn mỗi ngày ba bữa mà còn chưa đủ mỗi ngày ăn bốn năm bữa còn ăn giặt thêm Chúng ta nói họ ăn rất nhiều Một bữa mà không ăn thì họ chịu không nổi Con người tu hành Thì thật sự không hề giống như vậy Năng lượng tiêu hao của họ rất ít Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế Tăng đoàn đi theo Ngài Trên kinh chúng ta thường thấy có đến 1.255 vị giữa trưa ăn một bữa. Mỗi ngày ăn một bữa thì đủ rồi. Năng lượng mà họ tiêu hao rất ít. Tại Singapore này của chúng ta có cư sĩ Hứa Triết. Lần trước có đến Úc Châu đã ở tại chỗ của chúng ta bên đó hết 3 tháng. Mà mỗi ngày ăn một bữa ăn uống rất đơn giản mà ăn cũng rất ít mỗi ngày một bữa là đủ rồi việc này chứng tỏ mỗi người chúng ta nghiệp báo đều không như nhau vì sao mà có người tiêu hao nhiều như vậy vì sao có người lại tiêu hao rất ít chúng ta đối với những người tiêu hao rất ít đó cũng rất là ngưỡng mộ họ ít phiền phức cái sự việc này tôi cũng còn nhớ trong lúc giảng dạy tôi đã từng báo cáo qua với các vị vài lần nhưng mà mỗi buổi giảng đều có rất nhiều đồng học mới đến lần đầu nếu các vị không có nghe qua năm xưa tôi học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tại Đại Trung, lão sư Lý mỗi ngày buổi trưa ăn một bữa, ngài ăn rất ít, bởi vì tôi thường hay ăn cơm chung với ngài. Ngài là người Sơn Đông nên thích đồ ăn làm từ bột mì. Mỗi bữa chỉ ăn hai cái bánh mặn thầu là đủ rồi. Một chén cháo. Đồ ăn cũng đơn giản, chỉ chừng hai gấp đồ ăn. Ngài nói với tôi, ngài mỗi ngày ăn một bữa, thời điểm đó là ăn được hơn 30 năm rồi. Lúc tôi quen biết ngài là được 30 năm. Ngài lúc đó cũng gần 70 tuổi khi tôi quen biết ngài hình như là ngài đã 68 tuổi rồi. Ngài ba mươi mấy tuổi là đã bắt đầu ăn mỗi ngày một bữa rồi. Lượng công việc của ngài gần như là gấp năm lần người thông thường chúng ta. Nếu bạn muốn gặp mặt ngài một lần thì phải hẹn trước đến một tháng. Nếu không mà nói Ngài không thể bớt được một khoảng thời gian nào Để gặp mặt bạn Đăng ký trước một tháng để sắp xếp thời gian Một ngày chỉ ăn một bữa Tôi đến Đài Trung Học giáo với lão sư Ngài Trước lúc đó Thì tôi ăn ngày hai bữa Buổi tối không ăn ở đây trong nhà phật đó là trì ngọ tôi khi đó đại khái cũng đã năm năm cũng sáu năm gì rồi đó cho nên tôi đến đại trung nhìn thấy ngài sống như vậy tôi liền học ngài tôi cũng ngưng luôn bữa sáng Thật giản tiện Bớt đi rất nhiều sự phiền phức Một ngày một bữa thật là khoan khoái Tôi ăn đến được tháng thứ 8 Tôi mới nói với Ngài Tôi nói lão sư Con hiện tại cũng ăn mỗi ngày một bữa Ngài hỏi bao lâu rồi Tôi nói thưa đã 8 tháng rồi Ngài trừng bắt rất to Thấy thế nào Cảm thấy trong người thế nào Tôi nói cũng rất bình thường Ngài dỗ bàn một cái Tốt Cứ duy trì như vậy luôn nhé Cả đời không cầu người Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao Cuộc sống đơn giản không cần cầu ở người Ở tại Đài Trung Tôi đã ăn ngày một bữa Trong năm năm Tôi đã báo cáo với Lão Sư Lý Và thỉnh giáo để ngài ấn chứng cho tôi. Tôi nghĩ là sự tiêu hao của ăn uống chính là tiêu hao năng lượng. Có lẽ là từ 90% đến 95% lượng tiêu hao lớn như vậy là tiêu hao vào trong vòng tưởng. Bằng một ngày từ sớm đến tối Nghĩ tưởng lung tung Cho nên bạn cần phải bổ sung một lượng lớn Con người nếu như vọng niệm không còn Tâm địa thanh tịnh Thì cái năng lượng tiêu hao này Sẽ tự nhiên giảm xuống Do đó người tu hành Tâm họ thanh tịnh Và công việc không có liên quan Lượng công việc của lão sư lý rất lớn Nhưng mà tâm ngài thanh tịnh công việc của ngài là vì chúng sanh phục vụ không có gì bản thân mình quyết định không hề có ý niệm tự tư tự lợi không có tự tư tự lợi thì không có được mất phiền não của thế gian đại đa số là ở chỗ suy tính hơn thiệt không có gì thì muốn có sau khi có rồi lại sợ bị mất từ sớm đến tối nơm nớp lo sợ lượng tiêu hao cho việc này rất lớn vì sao lão xử lý ngài không có lượng tiêu hao này tôi đem cách nhìn này của mình Thỉnh giáo với lão sư ngài Nghe nói đúng rồi Không sai chút nào 95% là tiêu hao vào trong việc vọng tưởng Vì vậy mà bạn thật sự Làm việc ở ngay trong cuộc sống thường ngày Thì năng lượng mà bạn dùng đến Sự tiêu hao này cũng không quá 5% Nhiều nhất là 10% Tuyệt đối sẽ không vượt qua con số này cho nên chúng ta xem thấy trên kinh điển các a-la-hán là cứ một tuần lễ thì đi ra ngoài thác bát một lần ăn một bữa biết chi phật thì nửa tháng mới đi ra ngoài thác bát một lần ăn một bữa tu hành tầng bậc càng cao tâm càng thanh tịnh đến khi thành bồ tát thì không cần ăn uống nữa không cần nói là Bồ Tát, chúng ta chỉ lấy thế gian pháp để nói. Bạn tu hành đạt được thiền định, bạn đạt được sơ thiền thì có cần ăn uống nữa hay không? Không cần nữa. Cho nên ăn uống là việc ở dục giới. Bạn đạt được sơ thiền, bạn sẽ sanh trời sắc giới. Trời sắc giới không có ăn uống. Nhà cửa của người ở trời sắc giới không có nhà bếp hoặc không có bếp lò bạn xem đỡ được bao nhiêu là việc từ chỗ này mà chúng ta liền nghĩ đến những vị thánh nhân tu hành chứng quả thì không cần phải ăn uống nữa nói a la hán nói bích chi phật thì mỗi ngày nửa tháng ăn một bữa mỗi tuần ăn một bữa đó là gì vậy đó gọi là hữu dư y niết bàn hữu dư nghĩa là họ còn có nhục thân Họ vẫn còn chưa thể đem cái thân thể này xả bỏ Là hữu như y niết bàn Họ thật sự mà chứng được quả A-la-hán Chứng được quả bích di Phật Nếu như là thường nguyện tái lai Vậy thì việc ăn uống chỉ là thị hiện Thì cũng như Thích ca mâu ni Phật vậy Thích ca mâu ni Phật khi đó Chưa vị Đại Bồ Tát, chưa vị Đại Thanh Văn Mỗi ngày đều đến xá vệ Đại Thành Thác Bác Đó là sự thị hiện đó là biểu diễn cho chúng ta xem chúng ta phải nên hiểu đó không phải là thật vì thế chư phật bồ tát ứng hóa tại thế gian bất luận là họ dạy học hay là họ theo đuổi công việc thì mỗi một điều nhỏ nhặt gì trong cuộc sống cũng đều là dạy bảo cho chúng ta. Chúng ta học Phật thì phải quan sát suy nghĩ từ những chỗ này, phải lưu ý ở những chỗ này. Chăm chỉ dùng công mà học tập thì mới học cho giống, mới học thành công. Do đó, công việc ăn uống này thì không thể nào miễn cưỡng được. Miễn cưỡng thì nhất định là có hại đối với thân thể. Có một số người Không hiểu cái đạo lý này Ưa sĩ diện Bản thân Chế phục không được phiền não Mà cũng học Ăn ngày một bữa Học được mấy ngày thì thấy bất ổn Thật ra là chịu không nổi Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều Thường thấy nhất Chính là trì ngọ Không ăn bữa chiều Kỳ thật đều là giả Không phải là thật Khi không có người Thì vẫn ăn uống như bình thường Vì này chúng tôi đã nhìn thấy qua Đã gặp qua rồi Đó đều không phải là thật Đây là thuộc về việc ưa sĩ diện Cái dụng tâm này thì đã sai rồi đã có mất lỗi lầm. Huống hồ việc này là thuộc về dạng hành vi lừa gạt. Phật không hề quy định bạn phải mỗi ngày ăn một bữa Phật không có hạn chế. Trong các kinh luận đại tiểu thừa đều không có quy định này. Đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa Ở tại Trung Quốc Thiền tông của Trung Quốc Không chủ trương Diệt trị ngọ Trong thiền tông mỗi ngày Ngoài ba bữa cơm ra Còn có hai bữa ăn nhẹ Vì sao vậy? Về này rất là có đạo lý Đặc biệt là vào thời kỳ mạt Pháp Chúng ta dụng công thiền đường cũng vậy, niệm phật đường cũng vậy, gián đường cũng như vậy, không có khác. Bạn phải có thể giữ gìn sắc lực tăng trưởng, chính là tinh thần sung mãn. Phải như thế nào? Phải là không no không đói. Bạn ăn no quá thì hôn trầm, ngủ gục. Còn khi đói thì trong tâm mất sự bình tĩnh bạn không có cách nào bạn sẽ không học được vì vậy khi ăn uống thì để cho bạn ăn ít nhưng nhiều bữa phương pháp này là đúng đắn khiến cho bạn giữ gìn được tinh thần và thể lực luôn bình thường dễ dụng công đây là không những nói thiền đường mà niệm phật đường giảng đường cũng đều như vậy cho nên không thể ăn uống quá bạo ăn uống là phải biết điều độ thì tinh thần của mình mới có thể tràn đầy mới có cái thể lực này những thứ này thì nhất định phải nên hiểu chúng ta là lấy việc đạo pháp làm hàng đầu ăn uống đó là việc thứ yếu không phải là phương pháp tu học chủ yếu nhất cho nên không có chủ trương những sự việc này lý lão sư có một lần bàn đến với chúng tôi cũng đã nói trong lúc đang giảng kinh có một số người học không đến nơi đến chốn nhìn thấy người ta buổi tối không cần ngủ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một chút thì được rồi những người như vậy hầu hết mọi người đều rất tôn kính họ cũng học theo học được ra sao Thực ra là họ đang ngồi ở đó mà ngủ <laughs> Lão sư Lý Nói là đằng nào cũng ngủ Ngồi mà ngủ Sao thoải mái bằng nằm xuống mà ngủ chứ Hạ tất phải khiến mình chịu khổ Những lời này Là lời thật Phật dạy chúng ta lìa khổ được vui Không phải dạy chúng ta đi chịu khổ chịu tội Chịu khổ chịu tội Thì chúng ta không làm những việc này Chúng ta học cái này để làm gì chứ Nhất định phải là lìa khổ được vui Phải thấu hiểu cái đạo lý của nó Thấu hiểu cái phương pháp của nó Hiểu được sự thọ dụng của nó Sự thọ dụng ở trên quả báo này của nó Thì chúng ta có thể điều chỉnh được Cái cuộc sống thường ngày của chính mình Mới thật sự có thể đạt được Sự khỏe mạnh sống lâu Sách lực tăng trưởng Đây là cần thiết Nhi vô tiện uế Ở thế giới ta bà này của chúng ta Thì khó lắm Nếu như Đầy tiểu tiện Mà không được thì vấn đề lập tức phát sinh Bạn xem Bất luận là trung y hay tây y Bác sĩ nước ngoài Khám bệnh cho người Nhất định sẽ hỏi bạn Việc đại tiểu tiện có bình thường không Nếu như bình thường Đó là bệnh nhẹ không phải nặng, nếu như đại tiểu tiện mà không được thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Cho nên kinh mạch toàn thân của chúng ta thông suốt, không trở ngại. Thì thân thể này khỏe mạnh. Ăn uống là thuộc về sinh lý. Vì vậy người xưa thường nói Bệnh từ miệng vào Quả từ miệng ra Hai câu này là Châm ngôn Nhà Phật chúng ta thì nói là chân ngôn Đích thực là chân ngôn Là chân lý Thời thời khắc khắc Đều phải nghĩ đến Đều ghi nhớ Nhất định không thể nào lơ là Đặc biệt là khi còn trẻ Sống buông thả Luôn luôn Phải hợp với khẩu vị của mình Thật sự là ăn uống quá độ Đã gây ra nguồn căn bệnh tật Sau tuổi trung niên thì bắt đầu phát tác Khi về già thì phải chịu khổ rồi chúng ta chỉ cần quan sát tỉ mỉ một chút trong cái xã hội này hiện nay bệnh của người già rất nhiều bạn cứ quan sát cho kỹ xem là từ đâu mà đến vậy đại đa số đều là ăn uống không cẩn thận mà ra bạn lại xem có rất nhiều người nghèo lại sống lâu Ở những vùng nông thôn ở Trung Quốc Người sống thọ rất nhiều Chúng tôi tại Úc Châu là một vùng quê xa xôi hẻo lánh Người 90-100 tuổi rất nhiều Hơn 90 tuổi mà vẫn còn làm việc Vẫn chưa nghỉ ngơi Họ vì sao mà khỏe mạnh sống lâu như vậy Họ không có gì ngon để mà ăn chính là cái đạo lý như vậy vì vậy cuộc sống của họ vô cùng đơn giản đồ ăn thức uống càng đơn giản thì càng tốt cho sức khỏe tôi đã từng nói qua rất nhiều lần rồi trâu dê khỏe mạnh vì chỉ có ăn cỏ xanh mà thôi sau khi chúng ta xem thấy thì phải suy nghĩ kỹ lại đồ ăn uống càng đơn giản thì càng tốt cho sức khỏe. Vì vậy ăn chay thì nhất định là có lợi ích. Ăn chay không nên ăn những thứ nhân tạo mà hiện tại người ta gọi là thực phẩm chay. Cái đó thì không tốt với bạn. Ăn càng ít thì càng tốt. Vậy nên ăn cái gì là tốt nhất? Là rau xanh rau cải ăn rau cải thì nên ăn loại mà nó mọc trong mùa của nó đó là tốt nhất ngày xưa ở trung quốc họ đã hiểu được cái đạo lý này ở trong quyển lễ ký nguyệt linh có nói đến việc ăn uống thường ngày trong Lã Thị Xuân Thu Thì nói cũng rất tường tận Người Trung Quốc đem một năm Phân ra thành 12 tháng Phân thành 24 tiết khí Cứ mỗi lần nửa tháng là một cái tiết khí Vào tiết khí nào thì bạn nên ăn cái gì Đều nói rất rõ ràng với bạn giá lại ăn những thứ này Đây còn gọi là ngũ cốc, rau củ, trái cây Cách nơi chúng ta ở bán kính trong vòng 30 dặm trở lại 30 dặm của Trung Quốc tương đương với 15 km của ngày nay Thì những thứ sinh trưởng Ở trong khu vực nào Là để nuôi sống con người ở khu vực đó Trung Quốc ngày xưa Thì việc ăn uống thường ngày là xem trọng đến như vậy Người hiện nay thì không hiểu cái đạo lý này Muốn ăn cái gì? Muốn ăn đồ ngoại Chuyển bằng máy bay từ những nơi xa xôi về đây Căn bản thì không phải là để nuôi sống con người ở khu vực này rồi Bỏ tiền ra quan uống nhiều như vậy Kết quả là ăn xong lại sanh ra bao nhiêu là bệnh tật Chính là cái đạo lý này Ăn uống là một sự đại học vấn Đặc biệt là Bạn phải hiểu được Con người Cái thân này Là một cái vũ trụ nhỏ Bên ngoài là vũ trụ lớn Cái vũ trụ lớn Cùng vũ trụ nhỏ Đều phức tạp như nhau Hoàn toàn tương đồng Do đó Nếu như bạn có thể tùy thuận Với đại vũ trụ Vì thì bạn nhất định sẽ khỏe mạnh sống lâu không sanh bệnh tật gì Nếu bạn đi ngược lại với đại vũ trụ vậy Thì phiền phức to rồi Trong ăn uống Việc cần phải chú ý Nhất là mùa đông Thì ăn đồ mát Mùa hè thì ăn đồ nóng Người hiện nay hiểu cái đạo lý này Thì không nhiều Bạn xem những thực vật sanh trưởng Ra vào mùa đông Đều là có tính mát Bắp cải thảo là có tính mát Củ cải là tính mát Sanh trưởng vào mùa đông Còn là sanh trưởng vào mùa hạ Thì đều thuộc về tính nóng Cho nên Mùa đông mà ăn đồ tính mát Thì bên trong cơ thể chúng ta Và bên ngoài tương ưng nhau Là tùy thuận Mùa hè thì ăn đồ có tính nóng bên ngoài nóng bên trong cũng nóng có như vậy thì mới khỏe mạnh được không thể nào đi ngược lại với tự nhiên mùa đông mà ăn đồ nóng mùa hè ăn đồ mát thì sao có thể không gây ra bệnh được chứ Nếu như bạn tỉ mỉ mà để ý Sự giáo huấn của cổ Thánh Tiên Hiền Thì bạn mới thật sự là Bồi phục cái trí huệ của người xưa Họ hiểu được cuộc sống Họ biết cách dinh dưỡng Biết cách giữ gìn sức khỏe Biết cách để khỏe mạnh Sống lâu Người hiện tại thì hoàn toàn không biết người hiện tại thì mê tín vào khoa học thực tế mà nói là không có một chút khoa học nào đi tìm những thứ đồ bổ dưỡng vì những đồ bổ đó có thể ăn hay không bạn không ăn thì không sao vừa ăn thì bệnh cũng sanh ra là do đồ bổ mà ra giống dĩ bạn không có bệnh xem tiếp hai câu ở phía sau thân tâm nhu nhuyễn vô sở vị trước hai câu này đây là công phu đặc biệt là vô sở vị trước cái vô sở vị trước này thì thông thường ở trong pháp đại thừa của chúng ta nói là không trước tướng không chấp trước không có vọng tưởng không có phân biệt không có chấp trước cổ đại đức đã từng nói qua vào lúc nào thì trong việc ăn uống của bạn việc ăn uống này là nói năm vị năm vị là chua ngọt đắng cay mặn khi nào thì trong việc ăn uống của bạn mà năm cái vị này thật sự đạt được đến mức độ chỉ còn một vị thì bạn đã khai ngộ rồi thì bạn minh tâm kiến tánh lời nói này là thật vì sao năm vị lại biến thành một vị bởi vì bạn không có vọng tưởng không có phân biệt không có chấp trước nữa vì sao mà lại có năm vị năm vị đó là do bạn phân biệt chấp trước biến hiện ra nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh năm vị mà trở thành chỉ còn một vị thì đó gọi là vị cam lộ thế nên thực sự là người tu hành ở trong cuộc sống thường ngày Mỗi điều nhỏ nhặt Đều luyện tập ở cái chỗ này Làm sao Để vọng tưởng phân biệt chấp trước này Tan nhạt đi bớt Sau đó thì Dần dần đến sau cùng không còn nữa Chân thật là Chỉ còn một mùi vị hiện tiền thì công phu tu học của bà đã thành thục rồi thân tâm nhu nhuyễn pháp thân bồ tát các ngài thật sự có thể làm được hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức không có cái ý riêng của mình cái ý này nghĩa là ý thức Các ngài đã đem ý thức chuyển biến thành Diệu quan sát trí Đem ý căn chuyển biến thành bình đẳng tánh trí Cho nên Bất luận là Đối người, đối vật, đối việc Thì không có một mảy may Cái ý nào xen tạp vào trong đó Những người này chính là Pháp Thân Bồ Tát Ở trong 10 Pháp giới Thì Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Đều làm không được Nhưng mà họ dụng được ngay chánh Họ không có tà tư Cũng không có tà niệm vì sao vậy? Vì họ có thể tùy thuận tánh đức Họ không có kiến tánh Siêu dược mười pháp giới Chứng được nhất chân pháp giới Đây chính là phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Vào lúc này thì Chuyển tám thức thành bốn trí Bất luận là sử sự, sự đối người tiếp vật thế gian hay là suốt thế gian cũng tuyệt đối không hề có cái ý riêng ở trong đó ở điểm này chúng ta là phạm phu trong đời sống thường ngày của chúng ta thì tám thức làm chủ nhưng mà phải giác ngộ phải khiến cho ý thức của mình tùy thuận theo trí huệ cách tùy thuận như thế nào là tùy thuận theo kinh giáo theo giáo huấn của kinh luận bạn nhất định phải có lòng tin kiên định nhất định không thể dao động mỗi câu mỗi chữ ở trên kinh đều là trí huệ từ trong tự tánh của như lai lưu xuất ra bạn cần phải khẳng định cái điểm này tự tánh của chư phật như lai cùng với tự tánh của chúng ta không hay không khác cho nên chúng ta tùy thuận giáo huấn của kinh điển thì chính là tùy thuận tánh đức của chính mình cái niềm tin này quan trọng hơn bất cứ thứ gì nếu như chúng ta kiến tánh rồi những gì chúng ta nói nhất định là cũng như chư phật như lai nói không có gì khác cái gọi là phật phật đạo đồng thì làm gì có sai khác chứ Chưa gì Pháp thân Bồ Tát Mặc dù lời nói không như nhau Cách nói không như nhau Nhưng ý thì hoàn toàn là như nhau Quyết định là không có sai lầm Nhưng mà phàm phu trong mười Pháp giới Thì chưa có kiến tánh Nếu chưa kiến tánh thì bạn vẫn là Do tám thức 51 tâm sở làm chủ Ở chỗ này thì có thiện Có bất thiện chúng ta hiểu được cái đạo lý này hiểu được chân tướng sự thật cho nên nhất định phải bỏ đi cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình phải tùy thuận giáo huấn của kinh luận thì cũng như thiền đạo đại sư thường nói ở trên kinh phật dạy chúng ta làm chúng ta y giáo phụng hành chúng ta chăm chỉ mà làm không cho phép chúng ta làm thì chúng ta quyết định không làm trái Đây chính là học trò tốt của Phật Bạn tu học như vậy Thì nhất định đời này của bạn có thành tựu Phạm nếu mà tu hành không thể thành tựu Thì nói khó nghe một chút Đó là bằng mặt không bằng lòng Người xưa nói được rất hay Nguyên nhân thật sự của nó là ở đâu Nguyên nhân thật sự là niềm tin không sân khởi được Không tin được vào giáo huấn của Phật Cho nên ở trong cuộc sống thường ngày Đối nhân sự tế tiếp vật Là dùng tập khí phiền não của chính mình Tôi cảm thấy thế này thế kia vậy thì không được Sai lầm trầm trọng rồi những sự việc này ở trong cuộc sống thường ngày cũng không có ai nhắc nhở bạn không có ai dạy bạn vì sao vậy vì dạy bạn bạn không thể tiếp nhận mà lại mắng người ta là nhiều lời thì sẽ kết thành quán thù có ai muốn kết quán thù với bạn chứ Nhân quả mỗi người Từ mỗi người chịu lấy Từ xưa tới nay Chân thật có thể khuyên bạn Có thể nói bạn Thì ngày xưa là có hai dạng người Một là cha mẹ Một là lão sư Hiện tại không còn nữa Hiện tại cha mẹ cũng sẽ không nói với bạn nữa Nói bạn bạn sẽ cãi lại Bạn không phục Lão sư cũng sẽ không dạy bạn vì thì phiền phức lớn rồi Bạn có lỗi Không có ai nhắc nhở bạn Bạn xem lúc này thì phải làm sao Cho nên Nói cái phương pháp duy nhất đó chính là Dựa vào chính mình đọc sách thánh hiện Ngoài phương pháp này ra Thì tìm không thấy phương pháp thứ hai nào Có thể giúp được bạn Chúng ta sinh ra vào thời đại này Gọi là đại bất hạnh văn minh khoa học kỹ thuật ngày nay đang phát triển mà luân lý đạo đức thì dường như bị diệt vong hết rồi con người cũng như là các thanh niên hiện nay học đại học học nghiên cứu sinh lấy được học gì tiến sĩ biết làm việc mà không biết làm người bạn nói xem thì còn cách gì chứ Quá khó rồi Sự giáo dục Ở trên thế giới này Mà vẫn tiếp tục phát triển kiểu như vậy Thì chúng ta chỉ có một con đường Đó là mau mau chẳng sanh cực lạc thế giới Vì sao vậy? Vì không thể ở được nữa rồi Mặc dù bạn có lòng tốt có ý tốt đối với họ, giúp đỡ họ mà họ vẫn đặt ra bao nhiêu là nghi vấn đối với bạn. Bạn có mục đích gì vậy? Bạn có ý đồ gì vậy? Bạn vì sao đối đãi với tôi như vậy? Trong tình trạng như này mà không đi đến thế giới cực lạc thì đi đến đâu chứ? Người hiện tại luôn luôn chấp trước Bạn xem từ lúc nhỏ Giờ này chúng tôi nhìn thấy rất là đau lòng Từ khi ở nhà trẻ đã dạy cạnh tranh rồi So với cách giáo dục của người xưa thì hoàn toàn không như nhau Cách giáo dục của người xưa thì các vị xem Đệ tử quy sẽ biết Đệ tử quy là để dạy cho những ai Là dạy cho trẻ nhỏ 3-4 tuổi từ đây đã bắt đầu học rồi từ nhỏ thì đã dạy nhường nhịn rồi hiểu lễ nghĩa biết nhường người khác hiện tại thì là dạy cho chúng phải cạnh tranh cạnh tranh mà nâng lên cao là đấu tranh đấu tranh mà nâng lên nữa thì là chiến tranh tất nhiên sẽ là như vậy cho nên cái tư tưởng giáo dục như vậy là một con đường tử lộ Ngày nay xã hội đồng loạn Phần tử khủng bố nhiều như vậy Là từ đâu mà ra Là do bạn dạy mà ra Vì sao ngày xưa lại không có Hiện tại thì lại nhiều đến như vậy Là bạn dạy Bản thân bạn không biết phản tỉnh Nâng lên rồi Đang ra sức nâng nữa Từ cạnh tranh đấu tranh Lại nâng lên nữa thì thành chiến tranh Phần tử khủng bố thì chính là chiến tranh cho nên đây là việc rất bình thường của sự giáo dục đến khi bản thân bạn mỗi ngày không ngủ được mọi lúc mọi nơi đều không có cảm giác an toàn đây là do bạn đã dậy mà ra không phải một nguyên nhân nào khác vì thế nếu bạn muốn tìm cách để hóa giải cái vấn đề này thật sự đem loại bỏ những phần tử khủng bố này loại bỏ từ chỗ nào phải loại bỏ từ trong tâm của bạn thì mới có thể thật sự giải quyết được vấn đề ở trong nội tâm mà vẫn còn sự đối lập vẫn còn cạnh tranh thì vĩnh viễn không thể tiêu trừ được vì sao vậy những phần tử khủng bố đó chính là từ trong cái ý niệm cạnh tranh của bà mà xanh khởi lên cho nên nếu muốn thế giới hòa bình nếu muốn xã hội an định nếu muốn mọi người đều có thể có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn thì vẫn là phải quay đầu đi lại con đường của người xưa học tập theo cổ thánh tiên hiền thì chúng ta mới được cứu hai câu sau cùng là sự dĩ hóa khứ thời chí phục hiện hai câu này là nói rõ cái hiện tượng sanh diệt này. Ngay khi bạn có cái ý niệm sanh khởi thì cái hiện tượng này hiện tiệt. Khi cái ý niệm này của bạn không còn nữa thì cái hiện tượng này liền biến mất. Thời chí phục hiện. Câu nói này rất có ý nghĩa. Bởi vì tập khí tuyệt đối không thể một lần hai lần có thể đoạn mất được. Có thể là tại thế giới Tây Phương cực lạc Vẫn cần phải mất một thời gian rất dài Thì cái tập khí này mới có thể hoàn toàn đoạn mất Nhưng mà việc đoạn tập khí Ở thế giới Tây Phương cực lạc Thì khẳng định là rất nhanh chóng Chính là do cái duyên ở nơi đó thù thắng cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật